cái chế hả chú? Ok các bạn nhá, bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng các bạn, ăn sáng đấy. Mình mời cả nhà nhá. Ăn sáng sau đó mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người xem chợ phiên ngày hôm nay có gì đặc biệt. Đặc điểm gì nổi bật, phong phú, mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người nhé. Mời cả nhà ăn sáng nhé. Bây giờ thì mình đang ăn phở các bạn. Đấy, bát phở có 30.000 thôi, rất là nhiều thịt. Đấy, thịt lợn đen nhé các bạn nhé. Ở đây đa số là bán thịt lợn đen. Và đây là rau thơm, đây là ớt. Đấy. Mời cả nhà ăn sáng nhé. Phở bông các bạn, phở đỏ. Ở vùng cao thì đa số là ăn phở đỏ thôi. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải và Tháng. Hôm nay thì là mình lại đưa mọi người đi chợ phiên, đó là chợ phiên Xin Chén. Chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Và chợ này có đặc điểm gì nổi bật thì mình bây giờ thì mình sẽ đi ghi hình chia sẻ cho mọi người nhé. Rồi ok nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người. Chúng ta đang đứng ở chợ Xin Chén. Chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Chợ này đa số là đồng bào người Mông và người Lùng nhé mọi người nhé. Đấy, khu vực ở ngoài đường thì là mình thấy là người ta đang bán rau củ quả. Đấy, bên này thì chị đang bán cả dưa này. Và mình thấy là có cả chậu mận và đây là bắp cải này. Đấy, mình đi chúng ta sẽ đi tiến vào trong chợ các bạn. Đấy, còn khu vực bên này thì các bạn biết không, người ta đang xem những cái máy cày. Máy cày cái ruộng ấy. Ở trên này thì bây giờ mới bắt đầu vào mùa cày thôi, nên là người ta cũng mua những máy cày mini về cho gia đình để cày các bạn. Đây này, đấy, mấy cái máy rất là mới nhá. Đây, bên này cũng thế này các bạn này. Đấy. Bây giờ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa là người ta cũng không phải cày bằng trâu hoặc là bằng bừa nữa. Trừ khi là những địa hình nào rất là khó, máy móc mà không lên được thì bắt buộc với người ta mới cuốc hoặc là cày bằng trâu thôi. Còn bây giờ thì đa số là đến khoảng 90% là người ta cũng cày bằng máy hết rồi. Đấy, ngoài khu vực này các bạn, mình thấy là các bác, các cô, các bà đang bán rau. Ở đây là chủ yếu rau cải các bạn. Đấy, rau cải ở trên vùng cao. Đây này, mình sẽ đi quay một vòng chia sẻ cho mọi người nhé. Đấy, quán này bán rất là nhiều rau. Đấy, cái này là hành ý nhỉ? Bao nhiêu tiền rồi bó đấy chị? Bó này bao nhiêu tiền à? 5.000 à? Cái này hành ấy nhỉ? Hành. Rồi, em nghe cảm ơn. Đấy là bó hành các bạn. Đấy, còn khu ở khu vực này không biết là gì đông nhỉ? Người ta đang bán gì các bạn? Và tuần nào cháu cũng đi bạn. Không biết là bán gừng thì bán gì? À, bán gừng. Mình thấy là khu vực này người ta đang giao dịch gừng các bạn. À, gừng đây. Cái này là có mầm hết rồi. Cái này mang về trồng à? Đây, bà bán mấy đống gừng này. Đây, mấy cái này nó lên mầm này. Cái này chắc là về làm giống thôi chứ nhỉ, bạn nhỉ? Đấy, nó lên mầm hết này. Đấy. Chú này một chú mua nhiều thế. Mua hết à? Đấy là chú mua hay chú bán đấy? Bao tiền cân chú? Vâng. 10.000 một cân. Chú mua về trồng à? Mua về ăn. Ăn á? Ui nhiều thế. Ăn đằng đấy thì cả năm đấy. Đấy, chú mua một cái túi đấy khoảng 5 cân không ạ? 5 cân đấy nhỉ? Vâng. Tầm đấy nhỉ. Rồi ok các bạn nhá. Chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực ngoài cổng chợ các bạn. Ui cô này khỏe thế nhỉ? Gùi một cái bao rất là to sau một cái gùi nhựa này các bạn này.
Còn bên này thì sao nhỉ? Bên này thì người ta đang bán gì nhỉ? Ôi. Ôi, cái măng gì mà dài đấy chị? Măng trúc. Măng trúc à? À. Bao nhiêu tiền bó cô? 10.000 à? À. Cháu xem tí nhá. À, chị đang định mua. Ăn cái này đắng không chị? Măng này ngon. Ngon à? À. Mình cái này thật sự là mình chưa được ăn bao giờ các bạn. À, ngâm ớt hoặc là xào nhỉ? Đây này. Làm đậu xị á bà? À. 10.000 một bó nhé các bạn nhé. Đây là gọi là măng trúc. Đây. 5.000 một bó. À 10.000 bó măng trúc. Mình chắc là không đắng đâu. Bởi vì là trúc nó không đắng, nhưng mà nhìn cái màu xanh cảm giác nó cứ đắng đắng nhỉ. Đây. Đây là gọi là cảm giác ấy. Đấy, chị mua hai mớ này. Cô này người Lùng à cô? À người Lùng nhỉ. Người Lùng hay có mặc cái áo kiểu này. Đấy, chị làm mấy món? Ba món à? 4 mó. Thấy các cô kể cái này ăn ngon lắm các bạn. Mình thì thật sự là mình cũng chưa ăn bao giờ. Mình toàn đi ăn quán là nhanh. Đấy, hôm nay chị ủng hộ cho bác rất là nhiều này. Đấy, 4-5 bó liền. Rồi ok các bạn nhé. Đấy là người ta bán. Đấy là măng trúc nhé các bạn nhé. Còn cô này đang bán cả cà chua này. Đấy, cà chua này các bạn ơi. Cà chua nó cũng nhỏ. Đấy, ví dụ như mỗi bữa ăn 2-3 quả là vừa. Cái này cũng 10.000 một cân ạ. 15.000 một cân. Đây là ớt thóc à nhỉ? Ớt thóc này các bạn ơi. Ở trên vùng cao người ta rất là hay ăn ớt nhé các bạn nhé. Đặc biệt là các quán phở. Quán phở các bạn. Đấy, người ta ăn phở xong người ta cho ớt vào. Cái ớt này ớt gió và ớt rất là cay các bạn. Đây, bên này mùa này là mùa mận tâm hoa nữa cả nhà. À, quả nhỏ này không biết là mấy chục, chắc là 3-4 chục các bạn. Mấy chục cô? Mấy chục một cân? 10.000 một cân á? Rẻ thế? Rẻ nhỉ? Vâng, cho hỏi đây nhưng mà chưa có tiền mua. À, bán cả ngô ạ. Cái này là ngô nếp nhé các bạn nhé. Hình như mới luộc nó bốc ra, mình thấy là mùi thơm của ngô nếp này. Ớt này. Đấy, bên này là người ta bán cả đỗ, chuối. Nói chung là trên vùng cao thì đầy đủ các mặt hàng các bạn. Chuối rồi ngô đỗ có hết. Còn chúng ta sẽ... chúng ta sẽ ra khu vực đằng này một tí nhé. Ở đây là người ta mở nhạc các bạn. Có nghĩa là mình sẽ làm chương trình giảm tiếng ồn nhé cả nhà nhé. Nếu mà tiếng thì nó có hơi méo sộc sạch thì các bạn thông cảm nhé. Mình bật chế độ giảm tiếng ồn để cho cái nhạc họ mở nhạc ấy sẽ không ghi vào trong điện thoại của chúng ta được. Đấy. Ở khu vực này thì người ta đang giao dịch những cái mặt hàng thổ cẩm, đặc biệt là những cái mặt hàng thêu các bạn. Đấy, những cái mặt hàng mà các bà, các chị tranh thủ mà lên đồi hoặc là chăn trâu, hoặc là những lúc nào rảnh rỗi thì là người ta thêu, sau đó là người ta mang ra chợ bán các bạn. Đây này. Đây thì bà cũng có này các bạn ơi. Đấy. Đấy, hoa văn người ta thêu rất là đẹp. Đấy, người ta đang tụ họp ở đây, người ta giao dịch các bạn. Đấy. Ở bên này cũng thế các bạn. Đấy, mỗi tội là ở đây nó hơi mở. Đấy. Ở đây là người ta mở nhạc nên mình chắc là phải đi nhanh thôi các bạn. Đấy. Mấy bà đang xem này, mình sẽ quay một tí cho các bạn xem nhé. Thêu hoa văn rất là đẹp nhé mọi người nhé. Bà. Nếu mà đây bác này mang đi bán rất là nhiều các bạn, đây là một túi to. Và bà này cũng có này. Hình như là người ta đang xem các bạn. Thank you.
xem hoa văn thêu có đẹp hay không và có chắc chắn hay không, và sau đó là người ta mới mua. Những cái đoạn này thường thường là lắp vào váy hoặc là những cái một đoạn nào đó của cái túi các bạn. Nói chung là dùng vào rất là nhiều việc. Đấy, người ta, ai cũng có các bạn, ai cũng có một túi này. Bà ơi, bà mang cái này đi bán à bà? Đi bán hay đi mua à? Đi bán à? À đi bán à? Đây, bà bán được 3-4 quận này. Mà đi bán này. Và cho xem tí thôi. Đấy, mang đi bán nhé các bạn nhé. Đấy, hoa văn đẹp nhỉ? Đây, đẹp. Thêu thêu rất là đẹp nhỉ các bạn. Cái này là tranh thủ những lúc rỗi, rảnh rỗi là ngồi thêu các bạn. Hôm nay chị không có à? Không có à? Đấy, rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ di chuyển vào trong khu vực ở trong chợ các bạn. Hình như các bạn bà bán gì đấy? Bà bán đậu à? Đây cho xem tí này. Bà bán đậu tương đúng không? Bao nhiêu tiền một cân bà? 25.000 một cân đậu tương. Cho xem tí nhá. Quay chia sẻ cho mọi người. 25.000 một cân bà bán. Bà là người người giao tuyển à? Người giao hay người lùng ạ? Bà là người giao hay người lùng ạ? Người lùng à? Cháu tưởng người giao. Đấy. Cháu cảm ơn bà nhá. Đi quay chia sẻ cho mọi người tí. Đây là bà chủ bán hoa quả các bạn. Đây. Xoài. Rồi cái này là mận tam hoa này các bạn ạ. Cái này mấy nghìn một cân bạn ơi? Mấy nghìn cân? Đi qua đi. Ăn chưa? Bọn anh vừa ăn rồi. Ok các bạn nhá, xe bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong, mình ghi hình chia sẻ cho mọi người. Đây là người ta bán cả ấy này các bạn này. Cháu xem tí nhá bà nhá. Ôi bà bán được cả ốc này các bạn ơi. Đấy. Đây là ốc ở trên ruộng nhá cả nhà nhá. Người ta bắt ở ruộng á. Ốc này rất là béo này. Cái này xào hoặc là nấu chuối, nấu canh chuối các bạn, rất là ngon. Mấy tiền túi bà? 10.000 túi à? Hay là cái này á? Cái này phải nửa cân nhỉ? Nửa cân chắc là 60.000 à? 25.000 à? 25.000. Cái này ốc ở ruộng nhỉ? Bắt ở ruộng. Đây bà có rất là nhiều ở trong này nữa các bạn. Mình thì đi quay chia sẻ nên mình không về nhà nên mình cũng không ủng hộ được các bạn. Đấy, ví dụ nhà mình mua là có việc là mình ủng hộ ngay, nhưng mà mình đi quay này là không ủng hộ được. Đấy. Quay này quay từ từ. Đấy. Ở khu vực này rất là nhiều mận nhá. Đấy, mận tam hoa đầu mùa các bạn. Đấy. Bây giờ thì là mình sẽ mời các bạn đi vào bên trong chợ. Đi tiếp vào trong chợ các bạn. Em chào anh nhá. Vâng. Đây là vợ à? Vâng. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu có 4 tháng. 4 tháng đi chợ sớm nha. Thôi hai vợ chồng đi ăn phở thôi chứ nhỉ. Vâng. Vâng vâng. Mạng cần quay cần gì mạng. Ôi cà chua bi các bạn. Cà chua bi này các bạn ơi. Đấy, cà chua bi này đây là người ta bán theo bát nhá. 10.000 một bát à cô? 15.000 một bát các bạn. Cà chua bi đấy, nhìn rất đẹp. Đây là dưa này các bạn ơi. Cái dưa là lúc đầu mình cứ tưởng là kiểu nó lún rồi ấy. Nhưng mà không phải. Đây là cái vỏ nó già rồi, cái vỏ nó màu như thế các bạn. Đây này, sờ nó rất là cứng này. Đây. Em xem tí nhá. Đấy, xem này. Đây. Đấy. Màu đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Lúc đầu mình tưởng là nó bị lún cơ, nhưng mà hóa ra là màu nó như thế. Cái này là dưa vùng cao các bạn. Màu nó cứ quả nó cứ tròn tròn trục trục cái này này. Đấy, nhìn rất là hay. Rồi em cảm ơn nhé. Đấy, ba cái bán mận này. Mận tam hoa các bạn.
Rồi ok các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi vào trong chợ. Đây là một khu vực người ta bán hàng rong các bạn. Bán rất là nhiều đồ. Ngoáy tai rồi đeo chìa khóa, bấm bóng tay, chỉ rồi găng tay rất là nhiều các bạn. Đây em bé này đã được đi chợ chơi này. Ồ, tầm này chắc là mấy tháng đấy bạn nhỉ. Xin chào. Kìa, bé kia các bạn. Bé kia bố đưa đi chơi. Không ai ở nhà trông mà được đi chơi thôi. Và rồi ok các bạn nhá, chúng ta sẽ đi xuống dưới này một tí các bạn. Chúng ta vẫn đang đứng ở ngoài cổng ở chợ phiên các bạn. Video thì mình cũng quay rất là nhiều rồi nên mình không giới thiệu chi tiết nữa. Khu vực ở đầu cổng các bạn, khu vực đầu cổng thì bao giờ cũng đông và rất là nhiều các quán ăn nho nhỏ, đặc biệt là những cái quán mà gọi là hàng ăn vặt ấy, hàng ăn sáng. Đây, khu vực này mình thấy là người ta bán cả hoa rau củ quả, đặc biệt là đây cả tím này các bạn này, cả tím nhìn rất là đẹp nhé. Cái này thì ở một số thì người ta hay nướng ăn rất là thơm các bạn, hoặc là người ta xào ớt này, đỗ này, đây là đỗ dài nhé các bạn nhé. Còn khu vực đường này là người ta bán hoa quả. Và cái điều đáng quan trọng nhất là hôm nay các bạn, đó là khu vực người ta bán đồ ăn sáng. Đấy, đồ ăn vặt. Mình hay gọi là đồ ăn vặt. Đấy, đồ ăn vặt là dứa này, rồi mận này, rồi đồ ăn nước thức uống có hết các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi ghi hình chia sẻ lại cho các bạn một số hình ảnh ở trên chợ phiên nhé các bạn nhé. Ôi, chị này đã đi về này, mua xong về này. Đấy, chị mua được rất là nhiều đồ. Đấy, khu vực này là người ta bán bánh các bạn, bánh mì, pate, đồ ăn sáng ấy. Đây là các trà sữa. Đấy. Ôi, mọi người đi chợ đông chưa này? Đấy, một số các chị cũng như là các cô bây giờ bắt đầu đi chợ. Ở trên này đồ ăn sáng buổi sáng ấy, thì bao gồm có như kiểu nếu mà uống nước thì có trà sữa này. Đấy, ăn sáng thì có bánh mì này và rán này, bánh rán này, rồi ngô này, rất là nhiều các bạn. Nói chung là hầu như là ở dưới miền xuôi có gì là trên miền Bắc đa số là cũng có một phần nào cũng có các bạn. Mình không nói là có hoàn toàn nhưng mà một phần nào nó cũng tương đối là có các bạn. Đấy, đây là xúc xích này các bạn này. Đấy, xúc xích người ta rán này. Cái này chắc là 10.000 này. Cái này 5.000 nhỉ. Yeah. Cái to 10.000 các bạn, cái nhỏ 5.000. Đấy. Bánh mì ạ. Kênh nhá. Kênh Hải Bảo Thắng ạ. Mình ở Bảo Thắng, tên Hải. Đấy, tên Hải luôn. Đấy, có gì vào ủng hộ nhá. Mới tập quay mà. À, chị bán mình ba tên này. À rồi ok, có luôn ngay đây này. Giặt lá. À đúng rồi, tóm lại là bây giờ là cậu đang có kiểu cậu đang làm là gom quần, nói chung là giặt quần áo đúng không? À, chăn màn. Thế là tên là gì? Trang Huyền, số điện thoại bao nhiêu? Em là 0862 165 à? 527. Đấy. À, ý của bạn là bạn bên giặt ấy thì là các bạn nào có mà quần áo mà lười giặt này, chăn mà cũng lười giặt này, đấy, các bạn có thể là liên hệ với số điện thoại của bạn ấy ở Xin Chén nhỉ? Bạn ở đâu? Chính xác là trung tâm Simacai. Nếu mà các bác nào ở gần trung tâm Simacai mà lười giặt thì các bạn có thể là mang gọi điện cho bạn ấy thu gom và giặt theo trả theo đúng định kỳ nhé các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn bạn nhé. Đấy, rồi. Rồi ok rồi.
À, ok các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở ngoài cổng các bạn. Mình thấy là bác ấy bán là ngô luộc các bạn, ngô luộc. Đây là không phải ngô tẻ đâu nha các bạn nhé, mà là ngô lếp. Cháu xem tí coi. À, ngô lếp này các bạn này. Cái này 10.000 chắc là 3 bắp à? 10.000 3 bắp. Bởi vì là bắp nó to các bạn, bắp nó to thì nó đắt hơn một tí, còn bắp nhỏ thì 10.000 5 bắp chẳng hạn như vậy. Đấy. Đây thì bánh khúc này các bạn này. Bánh khúc các bạn. Bánh khúc ở trên vùng cao này. Đấy, người ta bọc bằng lá chuối, còn đây là ớt gió các bạn, hay gọi là ớt sóc à, ớt thóc đúng rồi. Đây. Ôi bé đói rồi. Đấy, đang hào hức đợi mẹ cho cái nha. À, đây là một em gái là có một cháu đèo trên lưng này các bạn ơi. Đấy, đưa đi chợ chơi, bé này chắc là chưa được tuổi các bạn, mình thấy là rất là bé. Mình chưa hỏi nhưng mà mình thấy là cháu rất là nhỏ. Đấy, đã được mẹ cõng đi chơi rồi. Đấy. Còn khu vực bên này thì người ta bán hàng bánh rán các bạn, đồ ăn sáng. Đây đồ ăn sáng này các bạn ơi. Đấy, ví dụ như bác kia đang bán xôi màu các bạn, ở trên này người ta bán chủ yếu là xôi màu ấy. Đấy, xôi rất là nhiều màu. Đấy. Có lúc thì 4 màu, lúc thì 5 màu, lúc thì 7 màu các bạn. Đây. 7 màu. Hôm nay 7 màu ạ. À. Ừ. Cứ 10.000, 10.000 một bát nhé các bạn nhé. 10.000 một bát. Không, bây giờ là người ta toàn làm từ lá hết nhỉ cô nhỉ, làm từ lá hết. Ví dụ bát này là 10.000 đúng không? 10.000 này cả nhà này. Đấy. Bác ấy bảo chỉ sợ là cô béo thôi, ăn nhiều nè. À, ok các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực ngoài cổng, đó là chợ Xín Chén. À, mình có thể chia sẻ cho mọi người cái biển ở trên này các bạn. Đấy. Chợ xã Xín Chén thuộc Simacai, Lào Cai các bạn, chứ không phải là thuộc Bắc Hà nhé. Đấy, khu vực này người ta bán cả bánh rán này. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ di chuyển nhanh xuống khu vực dưới này. À, đó là khu vực chợ gia súc. Không, chúng ta mà không xuống sớm ấy thì tí lại chợ lại tan mất, bởi vì là trời mùa hè nắng là chợ tan rất là sớm. Còn đây này các bạn này, đây là khu vực mình sẽ chia sẻ lốt chỗ này các bạn. Khu vực này là mình thấy là người ta bán những cái gùi đeo ở sau lưng các bạn. Đấy, để người ta cắt cỏ hoặc là lấy củi người ta có thể đeo sau cái gùi này. Và đây là có một số đài Trung Quốc, đài hình nhá các bạn nhé. Cái đài lắp thẻ nhớ vào là trong có cái hình như kiểu tivi các bạn. Còn đây là những viên đá mài rất là to. Đài nhìn khá là đẹp các bạn. Những cái đài này rơi vào tầm 1 triệu hoặc là trên 1 triệu hoặc là 700-800 đấy, nó cũng khá là đắt đấy các bạn. Cái đấy là chủ yếu là dành cho các cụ già ở nhà xem hoặc là mang đi lên đồi để chăn trâu chăn bò, lúc nào nghỉ ngơi rồi xem. Còn ở khu vực này thì mình thấy là người ta đang cắt tóc các bạn. Đây, người ta bán dây thừng các bạn, dây thừng và lưỡi cày. Gà này các bạn ơi. Đấy, gà. Gà này không phải gà đen nhưng mà gà chân vàng. Còn kia mấy cân? 2 cân à? Hơn 2 cân một tí các ạ.
Đấy, gà này gà chân vàng nhé các bạn nhé, nhìn rất là béo, nó ăn ngô các bạn, ăn ngô nhiều nên chân nó màu vàng đây. Đấy. À, anh này mua được con chó này. Con chó này bao nhiêu tiền chú? Mấy trăm? Chó mà. Hai trăm rưỡi à? Đấy. Được, con này thế 250 là rẻ rồi. Vâng, vâng. Được, được. 250 là rẻ rồi. Vâng. À, chú ấy mua được con chó với giá 250 các bạn. Đấy. Cái đi. Ở đây có cái cày này các bạn ơi. Ở đây có cái cày bằng gỗ này. Đấy, cái cày ngày xưa mà mọi người hay đóng ấy. Rất là thô sơ nhưng mà bây giờ là người ta đẽo gọt rất là đẹp các bạn. Đấy, cái cày này khá là đắt. Mình không biết là bao tiền nhưng mà hình như đợt trước mình hỏi là trên 1 triệu các bạn. Cái lòng thấu này buộc vào đâu nhỉ? Cái này buộc vào con ngựa hay con trâu ba? À, à. Cái này gọi là cái lọng nhỉ? Cái lọng thấu nhỉ? Vâng, vâng, này. Vâng. Ờ, bé này bé gái này. Đấy, khu vực người ta bán lưỡi cày. Ở trên vùng cao thì hầu như hay chúng ta hay thấy những hình ảnh lưỡi cày. Bởi vì là trên này đa số là ruộng mà các bạn, ruộng nên chúng ta hay bắt gặp những cái lưỡi cày như thế này. Đấy, chợ phiên thì mặc dù là thời tiết thì cái không gian thời gian thì nó rất là sớm nhưng mà cái mặt trời lên thì rất là nắng. Bây giờ có tầm 7 giờ, hơn 7 giờ một tí thôi mà trời rất là nắng các bạn. Bởi vì mùa hè mà, mùa hè thì nắng lắm. Đây này các bạn này, đây là khu vực người ta bán chó nữa. Mấy con chó thường chỉ rơi vào tầm 250 đến 500-600 thôi các bạn. Đấy, chó nhỏ nha các bạn nhé. Chó ở trên vùng cao. Ờ, con kia nó cọc đuôi các bạn nhỉ. Con kia là gọi vàng cọc ạ. Đen cọc. Hàng cọc nó có giá hơn nhỉ? Hình chợ nào cũng gặp nhỉ? Chợ Bắc Hà cũng thấy. Chợ Cung Ly có đi không nhỉ? Có chứ nhỉ? Ờ, hôm nọ thấy cái chợ Cung Ly. Đi xà phết đấy nhỉ? Đấy, những con chó đấy thì nó cũng rẻ tầm 300-400. À, bên này thì cũng thế này các bạn này, bên này thì mình thấy là người ta bán chó này. Đấy. Mấy bà đang bán chó. Đấy, người thì có một con, người thì có 2-3 con các bạn. Đấy, mấy bà mặc váy truyền thống nhá, váy mông nhá các bạn nhá. Đấy. Đấy, những con chó như kiểu bác này có 2 con cầm 2 đầu dây. Ôi, những con chó đấy thì mình cũng không hỏi các bạn, mình đi chợ rất là nhiều rồi mình biết khoảng giá. Đấy, những con đấy nó rơi vào tầm 300-350 cơ, thì chó thường mà. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ rời khu vực chợ lợn, rời khu vực chợ chó, chúng ta di chuyển sang chợ lợn các bạn. Đây là khu vực người ta bán lợn đen. Ôi, khu vực này có mấy con chó to này các bạn ạ. Có mấy con chó rất là to. Mình ra đây tham khảo một tí nhé các bạn nhé. Rồi. Cái con này béo ấy. À. Chào chị nhá. Cho em hỏi tí con này bao nhiêu tiền? 300. Con này à? Cũng thế à? Con này 4 mắt này các bạn này. À. Chị đang bán là 350. À. Đấy, nó chó thường này nó chỉ tầm đấy thôi các bạn. 350 này. Ngoan nhỉ, hiền lắm các bạn. Ở đây có mấy con to này các bạn này. Mấy con to, tai vảnh. Bác kia bán một con này. Ôi con này cọc này. Con này mấy tiền bà? Con này mấy tiền? Con chó này mấy tiền? Chim bâu. À, không biết bao nhiêu. Nhưng mà mình thấy là con chó to này cọc đuôi cọc các bạn. Con này cọc cọc thỏ à? Con này cọc thỏ các bạn. Đấy. Bà nói là chim bâu. Chim bâu thì biết đấy, có nghĩa là không biết đấy các bạn. Có nghĩa là bà không nói được tiếng phổ thông. Đấy, khu vực bán lợn nhé cả nhà nhé. Khu vực bán lợn. Đấy. Lợn thì ở đây bán rất là nhiều.
Và phiên cứ phiên chợ thì có lợn để bán các bạn. Đấy, mình sẽ đứng xa xa một tí để ghi hình lại một số hình ảnh cho bạn xem. Đấy, chờ lợn nhé. Những con lợn toàn màu đen, lợn mông, lợn người mông ấy. Người ta gọi là lợn bản, lợn vùng cao. Và những con lợn này người ta cho vào những cái bao. Khi mà có khách xem ấy, thì người ta sẽ bỏ ra để cho xem. Và ở trên này đa số là bán theo bán vo các bạn, chứ không bán theo cân. Đây, những con lợn đã người ta cho vào bao để đùng lỗ ra cho thở các bạn. Đây, ví dụ là người ta xem người ta bỏ ra này. Đấy, sau đó là nếu mà không bán được người ta lại bỏ vào trong bao các bạn. Hôm nay trời nắng nên khu vực này mình thấy là tránh nắng rất là nhanh. Mọi hôm ở chỗ này rất là đông các bạn. Mọi hôm ở đây đông lắm. Nhưng mà hôm nay thì trời nắng nên người ta cũng tan sớm. Mặc dù mình đi khá là sớm rồi. Đây này, lợn giống này thì nó rơi vào tầm bình quân là 100.000 một cân. Còn lợn thịt ý, lợn để thịt ý rơi vào 60-70.000 một cân các bạn. Còn đấy là những con lợn to các bạn. Đây, đấy, các bạn nhìn chưa? Đi. Đấy, nhìn người nó rất là chắc nhé các bạn nhé. Chắc và khỏe các bạn. Đây, bác này đang cho nó ăn. Đây là nó ăn cám các bạn, ăn cám khô. Cám khô. Đây, mấy con bên kia nó nằm ngoan chưa kìa. Đây này các bạn ơi, nó nằm ngoan chưa. Đây. Đấy. Đi. Đấy, là nghe thính đâu các bạn. Chắc vậy. Mình tuổi Quý Hợi mà. Xin chào bạn đồng hành nhá. Ok các bạn nhé. Đấy là khu vực chợ lợn. Đấy, trời thì hơi nắng nên tan hơi sớm. Và bây giờ thì mình sẽ xuống khu vực dưới này các bạn, để chia sẻ cho mọi người. Sau đó là chúng ta sẽ vào khu vực ẩm thực. Hay là chúng ta lên đây đi. Không quay à? Có mà. Em quay từ dưới này lên. Quay ghép à? Rồi ok các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi vào trong khu vực chính của ngày hôm nay. Đấy, nội dung chính ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là khu vực ẩm thực cơ. Nhưng mà trong quá trình đi vào trong chợ thì mình sẽ quay ghi hình lại một số người ta giao dịch buôn bán ở bên ngoài. Đây. Đấy, người ta đang mua những chai thuốc trừ sâu các bạn để về diệt cỏ, để trồng cây. Đấy, diệt cỏ để trồng cây các bạn. Đấy, khu vực này mình thấy là người ta bán khá là nhiều hạt giống và thuốc trừ sâu, và cả bình người ta gọi là bình xịt các bạn. Đây là bình xịt này. Đấy, đây là những cái bình xịt. Đây này các bạn này. Đấy, đây là cái máy thái cỏ chứ nhỉ. Đây là cái máy thái cỏ này, có motor. Và chúng ta cho cỏ vào trong này sẽ có một cái động cơ, cái lưỡi các bạn. Nó sẽ quay, đây là cái motor, đây là người ta chưa lắp ráp ạ. Nếu mà lắp ráp vào thì nó sẽ có cái lưỡi ở trong này và nó cắt và nó thái ra, gọi là thái cỏ. Đấy, khu vực này rất là đông nhá. Và đa số ở đây thì người ta bán thuốc trừ sâu, hạt giống. Đấy, về trồng các bạn. Đây là cô này đang mua hạt giống ấy. Cái quả gì đây? À, bắp ngô. Đây. Cháu xem hạt giống gì, hạt giống ngô đấy, người ta mua hạt giống ngô về trồng. Còn đây là lúa này, thóc à. Đây gọi là thóc các bạn, mua về trồng. Đấy. Rồi khu vực này đa số là người ta bán những hạt giống đấy, thuốc trừ sâu rồi Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào khu vực bên trong nha các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ đi lần lượt các bạn. Cái khu vực này thì quán nào nó như quán nào nên mình cũng giới thiệu ít thôi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi khám phá chợ phiên tiếp. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái ẩm thực ở trên vùng cao các bạn.
Đấy, khu vực này người ta đang mua thuốc các bạn, người ta đang mua thuốc để về uống. Đấy, ví dụ như ai bị đau bụng hoặc sốt, người ta mua thuốc. Có người thì mua thuốc Tây, có người thì mua thuốc Nam các bạn. Ở trên chợ này thì đa số ở trên vùng cao đấy, thì người ta bán thuốc Nam đấy, là tiêu biểu. Còn hàng thuốc Tây này cũng có, nhưng mà số lượng thì ít các bạn. Đấy. Đấy, khu vực này người ta bán dao này, lưỡi liềm này, rồi cào. Đấy, những cái cào này rơi từ 60.000 đến 50.000, có cái 120.000 các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn vào bên trong nhé các bạn nhé. Mời các bạn vào bên trong để khám phá tiếp chợ phiên vùng cao. Đấy, nhiều khi mà mình đi quay nhưng mà mình bỏ sót rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ cố gắng đi quay thật kỹ. Ồ, ở kia có cái túi lạ nhỉ. Cô ơi, cho cháu hỏi cái túi kia của dân tộc gì đấy ạ? Tày à? À, cái kia là Mông nhỉ? Cái túi ở trên cùng kia là dân tộc Mông này các bạn này. Người ta thêu hoa văn rất là đẹp. Còn dưới dân tộc Tày các bạn. Đấy, cái túi đen đen xong đá màu này. Đấy. Còn đây là túi dân tộc Mông này các bạn này. Đấy. Mỗi dân tộc thì có một cái đặc điểm rất là riêng biệt là chúng ta phải nhận biết được cơ thì mới ấy, thì chúng ta mới hiểu được. Đấy, khu vực này người ta bán thổ cẩm nhé các bạn nhé. Đấy. Đây cái khăn của người Tày, người Mông này. Đấy. Đấy, khăn người ta đội đầu ấy. Đấy, khu vực này người ta chủ yếu là bán đồ thổ cẩm các bạn. Đồ thổ cẩm để đi chơi, mặc để điện thoại đây. Đấy, những cái túi các bạn, những cái túi rất là đẹp. Bên này cũng thế các bạn. Đấy, một số bà bây giờ mới bán sáng à, bán ngô. Đấy. Bà mặc quần áo Mông đẹp nhỉ. Đấy, bộ váy, bộ quần áo truyền thống đấy các bạn. Vâng. Thì cô này mua được cây gì đấy? Cây giống hả cô? Cái cây này mà? Để cái này để làm gì ạ? Chim bầu vụ này không biết rồi. Cô ấy nói tiếng đồng bào nên mình không hiểu là cô ấy nói. Nhưng cô chỉ lên quần áo nhưng mà mình không biết là để làm gì các bạn. Chắc là để không phải nhuộm chứ. Cái dân tộc khác mới nhuộm, còn dân tộc Mông thì mình thấy là quần áo không nhuộm. Đấy, khu vực này, khu vực ở đằng này là khu vực bánh kẹo nhé, rất là đông. Bánh kẹo thì mình không quay nhé, mình quay những cái đặc điểm nổi trội ở riêng biệt ở trên vùng cao cho các bạn xem thôi. Ây chà, ở đây là khu vực các bạn biết gì không? Đây là những cái khung thêu các bạn, đây là những cái quận này. Cháu xem tí nhé bạn nhé. Đây, những cái khung thêu này các bạn này, đấy, quận quận này. Và người ta thêu ra những cái đồ thổ cẩm như kiểu bên này này, đấy, đây này, đấy. Tí mình chỉ cho các bạn xem. Nhưng mà ý là mình giới thiệu cho bạn đây là những cái khung thêu. Đấy, cái khung thêu này. Và đây là len các bạn. Những cái quận len để thêu ấy có các màu khác nhau. Đây, bên này cũng khung này. Đây, đấy. Len rất là nhiều. Đủ các màu các bạn. Cái này 10.000, 10.000 một quận hả cô? 28.000. 6.000. Ồ, 6.000 rẻ nhỉ. 6.000 một quận rất là to các bạn. Đây, rồi. 6.000 một quận đây. Này thêu thoải mái các bạn. Mua 10 quận 60.000 này thêu tẹt tèn tèn. Đấy, khu vực đồ thêu nhá. Đây là khu vực đồ thêu các bạn. Đấy, như em này cũng đang chọn len để thêu. Đấy, bạn ấy đang chọn màu, đang chọn. À, bà mua được cái khung thêu này các bạn này. Đấy. Rồi kêu bạn nhá, chúng ta đang lạc vào khu vực quần áo thổ cẩm của người đồng bào, người trên vùng cao các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi quay chia sẻ tiếp. Đấy, chợ phiên thì còn khá là nhiều và chúng ta sẽ đi từ từ trải nghiệm các bạn. Khu vực đằng này mình thấy là người ta bán những cái điệu em bé, điệu ở sau lưng ấy. Rất là nhiều đây này các bạn ơi.
Đấy, màu này. Hình như bà này cũng, bà cũng đang mua một cái điệu, chắc là để tặng cho con dâu hoặc là cho cháu gái nào đó. Một bé trai đi ngủ rồi các bạn. Rồi ok các bạn nhé, cái nội dung chính ngày hôm nay mình muốn quay chia sẻ cho mọi người đó là khu vực ẩm thực trên vùng cao có những cái gì nhỉ? Thì có những cái gì thì bây giờ thì mình sẽ đi quay chia sẻ luôn nhé các bạn nhé. Đấy, ở đây thì mình thấy là người ta bán lòng này các bạn này, lòng lợn ấy. Và đây là bộ lưỡi và người ta luộc hết lên rồi các bạn, luộc lên sau đó là ví dụ ai ăn bao nhiêu thì cắt các bạn. Nói chung là trên này nó cũng rẻ đấy các bạn, rất là rẻ. Cứ 30.000 các bạn, 30.000 thì các bạn ăn no luôn buổi sáng. Còn ví dụ như ở thành phố là 30.000 chắc là đủ cốc cà phê hoặc là hơn một tí nữa. Nhưng mà ăn một bát phở ở trên này thì các bạn có thể là lo cả buổi, cả một buổi sáng luôn các bạn. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ tiến ra khu vực đằng này một tí để ghi hình chia sẻ cho mọi người. Chợ thì còn rất là nhiều và rất là nhiều điều để mình muốn chia sẻ cho mọi người các bạn. Đấy, ở đây thì mình bắt gặp một cái chảo thằng cố các bạn. À sorry các bạn, chảo ốc đậu. Đây là chảo ốc đậu này. Chảo ốc đậu người ta đã bán được gần hết rồi. Nói chung là trên này người ta rất là thích ăn phở là một này, mèn mén này, ốc đậu này và thằng cố này. Đấy, mấy cái đặc điểm là như thế các bạn. Đấy, khu vực ẩm thực này. Ở đây thì có cả mèn mén trộn cơm các bạn. Đây là cơm nóng này các bạn này. Đây là mèn mén này. Màu vàng, ngô vàng đấy các bạn. Đấy. Hình như là bác kia đang ăn mèn mén với mèn mén với ốc đậu sao ấy. Đây là lòng các bạn, lòng à. Chào chào bác nha, ban sáng à. À cái này gọi là mèn mén à bác? Mèn mén à, tại vì cháu ở miền xuôi lên ấy nên lần đầu tiên thấy trên tivi ấy. À, hóa ra là đây mèn mén này. Mèn mén này phải ăn cùng nước nhỉ bác nhỉ? Cái này phải có nước, không có nước thì không ăn được. À đúng rồi, khó ăn đúng không? À, bác ăn cả ốc đậu này, rồi có cả bát lòng này. Đấy. Buổi sáng thôi, chỉ cần thế thôi bác nhỉ? Cháu thấy thiếu một thứ rồi. Thiếu chai rượu. Rồi ok, cảm ơn bác nhá. Và cháu đi quay tí. Đấy, bác đang ăn mèn mén với ốc đậu. Chắc là hai bác ấy đang đi ăn sáng. Ở đây thì có cả phở nhá các bạn nhá, phở mông. Đấy, phở đỏ các bạn. Phở làm từ gạo gạo lương, đấy, gạo trên đồi. Và quán nào mình thấy đứng ở đây mình thấy này có cả chảo chảo gì nhỉ? Đây gọi là chảo mèn mén. Nói chung là nhiều khi mình đi mình toàn gọi quên đấy, quên các bạn. Đấy, người ta đang ăn phở các bạn, ăn phở này. À, xem bác này chuẩn bị phở bát cho khách nha các bạn nhé. Cháu chào bác nha. Đấy, bác đang chuẩn bị cho khách này các bạn này. Ví dụ một bát này 20.000 hay 30.000 bác? 10.000 thôi. 10.000 á? À, chị xem à, ở đây à. À. Bán đất mà. Vâng, bán rẻ nhỉ? Bán 10.000 thì ăn không có khách. À, cứ 20-30.000 ăn thoải mái nhỉ? À. Là ăn no đến trưa luôn đấy. Và ví dụ như bát này phải 20.000 trở lên chứ? 10.000 nữa. À không, à đấy là chưa có thịt đúng không? À đấy là chưa có thịt. À hiểu rồi. Có nghĩa là nếu mà bát đầy đủ cả thịt là rơi vào từ 20 đến 25.000. Vâng. Không có thịt 20. Vâng vâng. 15 có thịt. Vâng. À. Vâng.
Đấy, chị kia thì đi ăn phở nhưng mà hình như là không có gì, không còn ăn phở không các bạn. Ăn phở không không có thịt. Đấy có nghĩa là 10.000 các bạn. Đấy, cuộc sống đôi khi cũng có lúc này lúc kia các bạn. Đôi khi cũng khó khăn nhưng mà dù sao thì cũng thấy những hình ảnh ở trên chợ phiên rất là đặc biệt, thú vị và thông cảm các bạn. Và có một chút chạnh lòng. Nói chung là chúng ta sẽ đi chia sẻ những cái gì chân thật nhất ở chợ phiên gửi tới quý vị và các bạn. Đấy, đây là khu vực người ta bán thịt lợn rất là nhiều. Đấy, thịt luộc nhé các bạn nhé. Sau đó thì người ta sẽ thái ra. Người ta thái ra để cho khách. Đấy, người ta đang chuẩn bị các bạn. Đấy, người ta múc nước vào đây các bạn. Ok các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực chợ ẩm thực. Và chợ là một trong những chợ rất là nổi tiếng ở trên Tây Bắc. Đấy, những món ăn rất là giản dị, những món ăn hàng ngày của bà con ở trên vùng cao. Còn khu vực đằng này là khu vực cung cấp nguyên liệu, đó là thịt các bạn, thịt lợn. Đấy. Mình sẽ vào đây một tí nhé, vào đây một tí chia sẻ cho mọi người. Hình như đường này hơi bị đông các bạn nhỉ. Đấy. Ôi, các bạn thấy cái chân giò to chưa? Đây là cái chân giò lợn này các bạn này, rất là to. Khu vực này thì mình chia sẻ ít thôi các bạn. Bởi vì là khu vực này mình thấy ai cũng để cái đầu lợn, nên là mình không dám quay nhiều các bạn. Đây, khu vực thịt lợn này các bạn này. Đấy, người ta mua rất là đông. Có khi là người ta mua cho cả cho một tuần các bạn. Đấy, một tuần mới có một phiên chợ. Nên là nếu mà ai ở xa ấy, thì là người ta có thể là mua cả một tuần. Đấy, người ta có thể là treo các bếp hoặc là... Ô, bé này ăn sáng à. Uống... Con gái nhỉ, con gái nhỉ. Nó lạ, nó tròn xoe đôi mắt ra, nó nhìn mình các bạn. Đây là một trong những hình ảnh rất là quen thuộc ở trên chợ phiên các bạn. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ rời khu vực này, chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực khác. Để mà giới thiệu chi tiết cho các bạn là toàn bộ chợ mà không bỏ qua một mặt hàng nào ấy, thì là mình nghĩ là cũng phải giới thiệu cho các bạn trong vòng khoảng một tiếng ấy. Nếu mà đấy là mình còn chưa đi hết đấy các bạn. Đấy, khu vực này người ta bán gì đây? Cái gì mà nhỏ ti ti ti? Mật gấu à? À, mật gấu. Cô bán mật gấu à? À, mật gấu này chữa bệnh gì cô? À, cho xem một tí nữa, cho xem mảnh này nữa. Đây, mật gấu khô nhỉ, cái này là cô đọc khô rồi. Chim bông vụ này không biết. các bà đang mua mật gấu. Nói chung là mật gấu chữa bệnh đau xưa, bệnh đau ấy, rất là tốt các bạn. Rồi, chúng ta sẽ rời khu vực đằng này các bạn. Chúng ta đến với một cái vị trí khá là quen thuộc ở trên chợ phiên. Đó là khu vực rượu và rượu ngô nhé các bạn nhé. Rượu ở trên vùng cao. Đấy. Ồ, cái này hết rồi. Chắc là bác ấy bán hết rồi các bạn. Một can 20 lít đã hết, còn một tí bằng này. Đấy. Cái can này hình như 2 lít sao anh nhỉ? Cái số lít nó nằm bên kia nhưng mà mình đoán là can 2 lít. Vẫn thiếu các bạn.
Ở khu vực này người ta bán rượu ngô rất là nhiều các bạn. Rượu ngô. Các bạn mua rượu ngô thì các bạn có thể thử nha các bạn nhé. Thử để xem rượu quán nào ngon hơn thì các bạn sẽ chọn mua các bạn. Đấy. Ôi ôi, khu vực đồ rừng các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với khu vực đồ rừng. Đó là quán Thúc Nam, toàn những đồ rừng các bạn. Và đây là mình thấy là có quả dứa rừng kìa các bạn nhé. Quả dứa rừng kìa. Và cái cây tím kìa là cây chữa bệnh gan các bạn. Đấy. Còn một số cây khác thì mình chưa biết. Ở đây có dây bổ máu này, cái dây bổ máu nữa. Đây này, dây bổ máu này. Đây. Đấy. Dây bổ máu nó nằm dưới cái này cơ. Thì mình không tiện bỏ ra các bạn. Đấy, cái cây chị đang cầm ấy, đấy là cây chữa bệnh gan nhé các bạn nhé. Cây màu tím tím ấy. Chắc là cây giống người ta mang về trồng thì nó có rễ các bạn. Mình thấy là có rễ. Người ta mua về. À. Bác này mua đúng không? Quả dứa rừng rồi bác. Mua. Chim bao quả dưới rừng. Mấy nghìn. 10.000 vàng. Mỗi quả dưới rừng đấy, quả dưới rừng các bạn. Rồi ok các bạn nhá. Chúng ta sẽ di chuyển sang bên này một tí. Bên này có một cái gì đó hết sức là lôi cuốn này. Khu vực này các bác đang đếm tiền các bạn. Đấy, các bạn đang đếm tiền. Chắc các bạn vừa ấy bán được một cái món hàng gì đó, các mặt hàng gì đó. Đấy, đang giao dịch các bạn. Thấy ai cũng vui và cũng cười, rất là vui các bạn. Những hình ảnh rất là đẹp ở trên chợ phiên. Đấy, rất là mong cô dì chú bác và các bạn xem đến đoạn video này thì chắc chắn các bạn đang yêu mến kênh rất là nhiều. Và rất là mong các bạn cho Hải Bảo Thắng xin một đăng ký kênh, một chia sẻ để cho kênh ngày càng có nghị lực để đi quay chia sẻ cho mọi người. Ơ, hôm nay bác lại bán này à? Bác bán gạo các bạn. Cái này gạo tẻ nhỉ? Gạo tẻ các bạn, gạo tẻ. Đây là gạo cẩm ra này. Ở khu vực này thì người ta chủ yếu là bán gạo nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người tí một số các sản phẩm thảo dược ở trên rừng. Hôm nay là mình đi tiếp cận ở đằng sau các bạn. Thôi, mình ra đằng trước mình quay chia sẻ cho mọi người nhé. Đây có một số cái hình. Đây hình này các bạn này. Đấy, hình người một đôi trai gái này. Và cái này thì chữa được rất là nhiều bệnh nhá. Cả vừa là bùa, vừa là chữa bệnh. Chữa được đau dây thần kinh này. Nói chung là rất là nhiều. Mình kể ra thì không biết là ví dụ, mình kể ra một số ví dụ nhá. Cái quả này này các bạn này. Quả hình người này. Đấy. Chữa bệnh đau thần kinh này, đau xương, đau khớp này, nhức mỏi chân tay này, rồi suy thoái cơ thể này. Ngoài ra thì làm buồn, nói chung là còn một số tác dụng nữa mình chưa thể đưa ra được hết. Nhưng mà mình hỏi rồi, đấy, được cái đấy chữa được rất là nhiều. Nói chung là có rất là nhiều tác dụng. Và đây thì là dây bổ máu ạ. Dây bổ máu thì chữa các bệnh hoa mắt trong đầu rồi thiếu máu này. Đấy, mình sẽ cầm lên chia sẻ cho mọi người nhé. Cháu mượn cái này tí nhé, cháu mượn một tí thôi. Đấy, cái 10.000 một bó nhé cả nhà. Đấy, ai mua thì cứ qua ủng hộ cho cô ấy. Dây bổ máu này. Cái này để kho thịt hoặc là ngâm rượu cũng được này các bạn này. Đấy. 10.000 một bó này. Cô ấy đến hơn chục bó này. Đây là toàn thuốc ở trên rừng này các bạn. Đây là cây các bạn nhá, cây mật gấu này các bạn này. Đấy, cứ 20.000 một đốt này. Đấy, người ta bán theo khúc các bạn, 20.000 một khúc. Và có một số cây đặc biệt mình còn. Đây là củ gì nhỉ? Củ giái gì nhỉ? Giái đau bụng ấy. Chữa bệnh trưởng chữa bệnh thận. Đau dạ dày đâu mà. Đau dạ dày, đau thận này. Nhưng mà tên là gì nhỉ? Đã quên rồi nhỉ? Bây, không biết. Không biết ạ. Nói chung là tàn đồ trên rừng này các bạn. Đấy, cây bổ máu này. Cái này không biết là cây gì luôn. Quán nào cũng thấy là dây bổ máu này. Đấy, dây bổ máu người ta bán nhiều. Còn cái
Cái giữa cây mà chị đang mua là cây chữa bệnh gan nhé các bạn nhé. Mình không biết là tên là cây gì nhưng mà nó có tác dụng là chữa bệnh gan. Đây, mấy bác này đang mua rất là nhiều. Và đây thì mình thấy là có quả dứa rừng này các bạn. Quả dứa rừng là một trong những vị thuốc ở thuốc lam. Và ngoài ra thì để ngâm rượu nhé cả nhà nhé. Đấy. Nói chung thì ở trên chợ thì khá là đông. Mình thì thật sự là mình vẫn chưa chia sẻ hết tới quý vị và các bạn. Khu vực này thì đó là khu vực chợ Châu các bạn. Chợ Châu thì và chợ Chim. Chợ Chim thì đây. Hôm nay thì cũng ít trâu nhỉ, nó chỉ có khoảng là chắc là khoảng đến tầm 15-20 con trâu thôi các bạn. Đấy, đa số là các bác lam đang xem gọi là đang giao lưu. Chủ yếu là mi là chính thôi, còn trâu thì bán chậm lắm. Bây giờ mình sẽ chạy nhanh xuống đây nhé các bạn nhé. Chạy nhanh xuống đây để chia sẻ cho mọi người. Đấy, đây là con trâu này các bạn này. Trâu Châu ơi, ta bảo châu này, châu ăn cỏ, châu cầy với ta. Đây. Ui, con châu cái to thế nhỉ. Con này niệu này có chửa không nhỉ các bạn nhỉ. Đây. Mấy em châu cái rất là to nhá. Và bụng nó chắc chắn là con này đang có bầu các bạn. Đây. À, xem này. Ôi, con em châu cái các bạn. Đang mang bầu, bụng rất là to. Còn khu vực trên này thì đó là khu vực người ta bán người ta để những con mi để giao lưu các bạn. Những con mi này. Ở đây thì có cả mi mộc và mi giống nhá. Thường thường là những cái lồng ở đây thì những con mi nó cũng tương đối là thuần rồi các bạn. Những con mi mà người ta đã thửa rồi. Những con mi mà người ta mang đi, có khi là người ta mang đi không phải là để bán mà mang đi để cho những con chim nó giao lưu. Giao lưu nó hot với nhau các bạn. Để cho nó dần dần nó quen, nó thuần dần đi. Còn ở khu vực ở lòng kia thì một số là mi mộc, đa số là mi mộc các bạn. Đấy, mi mộc người ta mới bắt về. Không biết là mi đây phải mi Trung Quốc hay không, mình cũng không biết nhưng mà chắc là đây là giáp Trung Quốc, tản mi Trung Quốc các bạn. Người ta xem rất là nhiều. Đây. Đấy, những con mi các bạn, những con mi người ta chưa bán được. Ô nào cũng có một con. Đấy, con kia, úi con kia đang định hót này. Ai à? Nó hót rồi các bạn, hót là được đấy các bạn. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của mình cũng quay chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, chúc quý vị và các bạn xem video luôn vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ cho Hải. Xin một like và một đăng ký kênh. Hẹn mọi người vào video sau. Mình sẽ quay chi tiết và rõ ràng hơn. Sẽ đưa mọi người đi khám phá chợ phiên thường xuyên hơn. Đấy, chợ vùng cao các bạn rất là hay nhé. Và quái nhỉ. Bình quân thì ví dụ mi mộc nhá, mới bắt về bình quân bao tiền con anh? Bình quân là chín máu phải hơn triệu. Tầm triệu rưỡi. Tầm triệu 6-7 đấy. Anh ơi, chia sẻ đấy, tầm triệu 6-7 con bình quân các bạn. Ôi trời rất là nắng, mình chui về đây rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nhá. Hẹn mọi người vào video sau nha. Bye bye và xin chào.